Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. TN hân hạnh giới thiệu DVD và CD nghệ sĩ tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề quê hương và tình yêu. Chương trình gồm 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang được hòa âm bởi nhạc sĩ Trúc Hồ và Trúc Sinh. Để mua DVD và CD, xin liên lạc 714 636 1121 hoặc 888 500 2018 hoặc vào trang nhà SBTN Home Shopping để đặt mua ngay từ bây giờ. Quý vị cũng có thể mua bản gốc Digital Edition trên trang nhà sbtngo com Xin mời quý khán giả ủng hộ nhạc sĩ Trúc Giang, quê hương và tình yêu. Vì đời đẹp muôn đó hoa, đêm theo tiếng em ca, hoa với cùng đàn chương trình lai like ca cảnh cải lương đặc biệt của đài SBTN tổ chức vào ngày thứ bảy 26 tháng 6 năm 2021 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối do cổ nhạc phương Nam biểu diễn với thành phần nghệ sĩ trong chương trình gồm có các nghệ sĩ Ngọc Quyền, Kim Tiểu Long, Tuấn Châu, Ngọc Đáng, Philip Nam, Cẩm Thu, Tuấn Tú, Quỳnh Hoa, MC Dị Quyên, đàn cổ nhạc Hoàng Phúc, Hoàng Nam, tân nhạc keyboard Quốc Võ. Chương trình hạn chế có khoảng trăm chỗ ngồi. Quý khán giả ủng hộ đến sớm trước giờ biểu diễn. Số phone của đài SBTN 714 0936361121 hoặc gọi cho Tuấn Châu 7148902794. Chương trình cổ nhạc phương Nam kính mời. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tạ Trung xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Đối diện với sự thật. À, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được thảo luận về một đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng là những người Việt của chúng ta rất là quan tâm, đó là tình hình Biển Đông, cũng như những chính sách khác biệt đối với Trung Quốc giữa tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống uh, Trump à, một lần nữa cùng với chúng tôi hiện diện trong chương trình ngày hôm nay đó là tiến sĩ Đinh Xuân Quân à, tiến sĩ Đinh Xuân Quân là tiến sĩ kinh tế uh, của tại Pháp Hoa Kỳ cũng như tại Đức à, xin mời tiến sĩ Đinh Xuân Quân gửi lời chào quý trang khán giả chúng ta vâng, xin uh, uh, kính chào quý khán thính giả của tại STBN dạ vâng uh, trước hết là rất là cảm ơn tiến sĩ Xuân Quân đến đây trong chương trình hôm nay thì uh, Chúng ta còn nhớ là trong cái cuộc mà tranh cử trong cái cuộc vận động tranh cử vừa gần cái năm về những năm về trước đây đó thì rất là nhiều người mà trong đó có những người trong cộng đồng người Việt chúng ta là nói là à, ứng cử viên tổng thống Joe Biden đã bị mua chuộc ở Trung Quốc thì à, theo tiến sĩ quân nghĩ gì về những cái vấn đề mà gọi là những cái phán quyết này thưa tiến sĩ quân yeah. hôm nay đó là chúng ta là ngày 128 ngày 129 ngày của của ông Joe Biden tổng thống 46 thì tôi có thể nói được cái 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 mở cuộc ra đó thì ngoại trưởng Blinken đã nói là về cái tình hình mà đối với Trung Quốc đó, thì chúng ta là sẽ là cạnh tranh nhau chúng ta sẽ hợp tác nhưng mà nước Mỹ lúc nào cũng bảo vệ cái quyền lợi của họ Ba cái câu này đó là cạnh tranh, hợp tác và bảo vệ quyền lợi thì nó cho thấy cái chính sách của tổng thống 46 về lâu về dài. Thì quý vị đã thấy là cái đầu tiên mình thấy đó tất cả những cái gì mà ông tổng thống 45 đã làm đó thì ông tổng thống 46 chưa có bỏ cái gì hết không những mà không bỏ mà lại còn 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 thêm nữa. Rõ ràng không những mà như vậy quý vị thấy là khi mà có ông tổng thống 46 đó thì có bao giờ thấy mà Âu Châu mà nói là ủng hộ về vấn đề Biển Đông không? Không. Thì bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ họ có gần như dần dần xây dựng một cái liên minh để nghĩa là đối đầu với Trung Quốc tại tại biển đông mà cái cuộc đối đầu này đó quý vị thấy là cũng như là trong cái chính sách uh, nói là cạnh tranh cạnh tranh về kinh tế cạnh tranh về quân sự cạnh tranh về đủ thứ hết thì bây giờ mình thấy là cái đầu tiên là Âu Châu trong cái cuộc họp mà G7 là sửa soạn cho cuộc họp sắp tới này đó trực diện đó thì mình thấy là Âu Châu đó đầu tiên đó là họ bỏ cái, cái là ký kết với trung quốc cái thứ hai nữa âu châu đó cũng gửi nghĩa là lực lượng hải quân anh pháp và pháp thì mới đây này cũng nghĩa là, 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 là tập diễn quân sự với lại úc với lại nhật và hoa kỳ và cái đó bao nhiêu năm nay đâu có cái chuyện đó thì quý vị thấy là về vấn đề chính trị quân sự về quân sự thì quý vị thấy là nếu mà mình so giữa ông 45 và ông 46 thì mình thấy là rõ ràng là hải quân Hoa Kỳ có mặt thường xuyên hơn tại Biển Đông. Mà nghĩa là bây giờ rõ ràng đó là nhất là tôi nói cái này để cho cộng đồng Việt Nam đó. Nhiều người đó, Việt Nam mình có cái câu đó là thùng rỗng đó thì <laughs> kêu lớn kêu to nhưng mà ở đây đó mình có một ông tổng thống 46 đó chỉ có một trăm hai mấy ngày thôi mà họ làm biết bao nhiêu chuyện biết bao nhiêu chuyện thành ra rõ ràng là quý vị thấy đó về cái tình hình mà đối đầu đó giữa trung quốc và hoa kỳ đó thì mình nói rõ ràng là ông Biden ông gặp ông 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 Tập Cận Bình không biết bao nhiêu lần khi ông ta còn làm phó tổng thống hay là trước đây đó thành ra đây là người có kinh nghiệm không những có kinh nghiệm không mà nghĩa là bao nhiêu mấy chục năm là kinh nghiệm chứ không phải là 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 là, là amateur Việt Nam mình tôi xin lỗi hay dùng cái chữ mà là amateur đó nghĩa là <laughs> không không có kinh nghiệm mà không có ông này là trải qua có thể nói được 50 năm kinh nghiệm trên chính trường và do đó ông này là một ông tổng thống nhiều năm dính vào vấn đề mà gọi là ngoại ngoại vụ do đó là về vấn đề mà gọi là với nga đối đầu với nga về vấn đề đối đầu với lại trung đông về đối đầu với lại là là, 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 là trung quốc thì rõ ràng nó có khác hẳn. Tôi đưa cho quý vị vài cái ví dụ thôi. Quý vị biết đó, khi mà bao giờ cũng vậy từ Việt Nam tới 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 tới, tới bây giờ đó, lúc nào Israel cũng muốn kéo cái 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 chú ý của thế giới về Trung Đông và do đó đó mình là người Việt Nam mình là mình cũng là một cái nạn nhân là mình bị bỏ rơi vì Trung Đông quan trọng hơn thì lẽ dĩ nhiên là là là, là, là Kissinger lúc đó là uh, Tổng thống Nixon và Kissinger đã là bỏ Việt Nam nhưng mà bây giờ quý vị thấy không có đụng độ tại Trung Đông thì thấy người có kinh nghiệm người ta khác thôi nói thôi không có đánh nhau nữa nhưng mà rõ ràng là cái, cái chú ý của cả thế giới và của chính quyền của ông Tổng thống 46 đó đâu có vào Trung Đông nữa. Cái tuyên bố của ông Lincoln tại Trung Đông thấy rõ ràng là cái quan trọng nhất của chính quyền ông Tổng thống 46 đó là lo về Á Châu. Á Châu thì lễ nhiên là gì? Có có một cái chuyện nữa tôi tôi đưa một cái ví dụ thứ hai nữa mà quý vị biết là tôi xin lỗi cái đó quý vị biết là Israel lúc nào cũng được cái sự chú ý của lưỡng viện không những lưỡng viện mà cả lưỡng đảng nữa ủng hộ Israel đó. thì tổng thống nghe là 46 nói chúng tôi ủng hộ Israel nhưng mà chúng tôi đâu có rời cái cái gọi là cái sứ quán Hoa Kỳ về Jerusalem mà chỉ có tổng lãnh sự nói là tổng lãnh sự ở israel mà thôi cái chuyện thứ hai đó quý vị thấy là những cái người mà đã gặp trực tiếp đó tổng thống biden đó, là gì là ông thủ tướng nhật bổn và ông tổng thống nam hàn mới nhất đó là ông tổng thống nam hàn gặp gọi là, 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 là tổng thống uh, Biden. Cái chuyện quan trọng nhất là gì? Là Nam Hàn và Hoa Kỳ, Hoa Kỳ chấp nhận bỏ cái ký kết 1979 với Nam Hàn nghĩa là cái gì? Cái ký kết này là cái gì? Quý vị cứ nhớ đó, hồi xưa đó Việt Nam Cộng hòa có bao giờ chỉ có thể nói là có ném bom miền Bắc một thời gian rất ngắn nhưng mà không được tiếp tục ném bom nữa là tại vì Hoa Kỳ đồng minh của Việt Nam không muốn cái chuyện đó tại Nam Hàn đó thì quân đội Hoa Kỳ hiện giờ vẫn theo cái ấy của Liên Hợp Quốc đó thì họ vẫn là đứng đầu vấn đề cái quân đội liên quân tại Nam Hàn và Hoa Kỳ không muốn cho Nam Hàn làm những chế những cái hòa tiễn bay quá trăm quá 500 mai nghĩa là đủ 600 cây số. Bây giờ đó trong cái cuộc gặp gỡ mới đây đó thì tổng thống Moon Jae-in và tổng thống Lincoln đã à Biden đó, đã chấp nhận bỏ cái chuyện đó. Bỏ cái chuyện đó nghĩa là Nam Hàn. Quý vị biết Nam Hàn là một nước rất là mạnh, họ đứng thứ 9, thứ 10 trên thế giới và họ dư sức để làm bom nguyên tử mà dư sức để làm hòa tiễn thành ra bị mà bắt hàng mà nghĩa là gọi là là, 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 là hâm dọa như vậy đó là cái chuyện đó là đúng là là không không có đúng mức thì ít người để ý cái đó thì quý vị thấy không nam trước hết là nhật và hoa kỳ chấp nhận nói về biển đông và nói về giữ nghĩa là cái hiện trạng cái thứ hai đó là nam hàng cũng vậy thì quý vị thấy là cái ưu tiên của ông tổng thống 46 là gì là lo về á châu mà lo về áo châu thành đó. những cái chuyện mà khi mà anh tạ trung nói với tôi là trước khi mà ứng cử viên mà joe biden bị tố là như vậy là toàn là tôi xin lỗi cái câu là tạo lao cái chuyện mà mà ông ta là vị Trung Quốc mua đó là cũng tào lao thành ra ở đây đó mình phải thấy what are the facts cái gì là sự thật thì mình cứ theo dõi cái đó thì mình biết được cái chính sách của người ta ra sao dạ vâng rất là cảm ơn sự phân tích của uh, tiến sĩ Đinh Xuân Quân uh, kính thưa quý vị chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình trong chốc lát và sẽ trở, sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại với cái đề tài là tình hình ở biển đông cũng như là những chính sách gọi là đối đầu với trung quốc giữa tổng thống joe biden và cựu tổng thống trump à, xin gặp lại quý vị từ sau phần quảng cáo thưa quý vị chúng tôi xin được trở lại phần hai chương trình của ngày hôm nay. À, trong phần đầu thì tiến sĩ quân đã trình bày à, là thật sự ông Joe tổng thống Joe Biden ứng cử viên Joe Biden có bị mua chuộc từ Trung Quốc hay không thì quý vị cũng đã nghe tiến sĩ quân phân tích. thì chúng tôi muốn trở lại về những cái chính sách đối ngoại giữa à, tổng thống Joe Biden cũng như là cựu tổng thống Trump trước đây. thì trong cộng đồng người việt chúng ta à, có rất là nhiều dư luận họ nói là à, tổng thống cựu tổng thống Trump à, đối với Trung Quốc rất là mạnh mẽ. À, điển hình là họ, họ cử điển hình là đã đưa ra những cái chính sách trong cái vấn đề của chiến tranh mậu dịch kỳ rồi đó, tức là đánh thuế vào những cái hàng nhập cảnh vào của Trung Quốc vào đây. Thì trong khi đó thì họ nói là à, tổng thống Joe Biden rất là yếu hèn đối với chính sách đối ngoại Trung Quốc. Thì Tiến sĩ Quân nghĩ về vấn đề này? Tức là phần đầu cũng có phân tích một phần nhưng mà chúng tôi muốn đi sát thật lại trả lời những câu hỏi này, có phải như vậy hay không? Thưa Tiến sĩ Quân yeah. thì quý vị biết là Bây giờ đó thì chúng ta cũng có con số về thương mại thì mình thấy những cái thương thuyết mà của tổng thống 45 là gì? Nó có hết có hết nghĩa là thâm thủng thương mại không? Không. Và vấn đề mà nghĩa là ký kết với Trung Quốc đã có xong chưa? Chưa xong. Thành ra không có cái gì mà nó gọi là trong 4 năm rồi là không có cái gì mà xong. Tại sao? Tôi là một kinh tế gia. Hoa Kỳ không có thể nào giải quyết cái vấn đề thông thủng thương mại vì Hoa Kỳ có đồng đô la. Và cái đồng đô la nó nó là một cái đặc biệt nhất chỉ có Hoa Kỳ mới có, nghĩa là ai cũng giữ đồng đô la hết. Thành ra khi nào đó Hoa Kỳ mua dùng đồng đô la mua đó thì người ta giữ, người ta giữ cái đó thì nghĩa là mình mua của người ta nghĩa là cho người ta vay mà không có không có lợi Thành ra khó rất là khó Mà Giải quyết vấn đề thâm thủng Của Hoa Kỳ Đó là một Vấn đề là, là vấn đề kinh tế Cái thứ hai nữa Mình phải biết là Bị vậy đó Mình thấy là Nói mà Cãi nhau với Trung Quốc Về thâm thủng kinh tế đó Về thâm thủng thương mại đó Không bao giờ giải quyết được Thì bị vậy đó Ông 46 đó Ông Tổng thống 46 nói Phải đầu tư nhiều Phải tranh để có cái sức cạnh tranh có sức cạnh tranh mới bán được bán được thì nghĩa là càng thêm sức mạnh cho cái đồng đô la và càng thêm cho Hoa Kỳ nữa nhưng mà làm như vậy đó phải đầu tư cho giáo dục phải đầu tư cho công an việc làm phải đầu tư cho những cái công nghiệp mới ví dụ bây giờ nếu mà cạnh tranh Hoa Kỳ cạnh tranh với xe hơi đó thì nghĩa là biết bao nhiêu nước họ làm xe hơi được rồi nhưng mà làm xe hơi điện nó lại khác hay là có những cái gọi là công nghiệp mới đó công nghiệp sạch đó thì nó lại khác do đó mà quý vị biết là trung quốc họ đã trong nhiều năm qua họ đã mua ví dụ như công nghiệp về làm cái solar panel cái thứ hai nữa là về vấn đề gió đó thì bây giờ hoa kỳ cũng là cái người chế ra cái đó mà muốn làm cái đó thì phải đầu tư thêm nữa và đầu tư vào bình điện đầu tư vào tất cả những gì khác nữa thành do đó và sức mạnh ở đây đó là Hoa Kỳ đã ký với Nam Hàn Hoa Kỳ đã ký với Nhật để làm những cái những cái chuyện đó tại Hoa Kỳ chứ không phải là trước đây là tại các nước kia đó là cái chuyện quan trọng và quý vị thấy Đài Loan cũng đã chấp nhận là bỏ mấy chục tỷ để đầu tư bên Hoa Kỳ về vấn đề sensor hay là chip và những cái đó là những cái công nghệ của tương lai chứ không phải là mà những cái công nghiệp này là công nghiệp sạch do đó quý vị thấy không? cái cách làm cái cách mà gọi là cái người có kinh nghiệm nó vẫn khác cái người có kinh nghiệm vẫn khác cái người không có kinh nghiệm thành ra quý vị thấy là những cái chuyện gì mà nói ra là giải quyết vấn đề thâm thủng thương mại không có giải quyết được mà quý vị cứ nhớ, đừng có quên đó Tổng thống 45 giải quyết vấn đề thương thống thương mại bằng đánh thuế người Hoa Kỳ, người tiêu thụ Hoa Kỳ đồ nó mắc hơn. Thì cái chuyện đó đều, Trung Quốc đâu có thiệt gì đâu. Do đó mình phải nhìn vào Việt Nam nó tôi người Việt Nam mình tôi phải nhắc cái lời mà của ông ông Thiệu nói đó. Đừng có nhìn cái gì cộng sản làm, đừng có nghe những cái gì cộng sản làm mà cứ nhìn những cái gì cộng sản nói <laughs> làm thì ở đây đó thì mình thấy đó nhìn những cái gì đó ông tổng thống 45 làm và ông tổng thống 46 làm đó là tôi chỉ nói tóm tắt như vậy thôi nghĩa là còn nhiều còn nhiều cái 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 mà ví dụ tôi có để đưa cho quý vị thấy cho nó rõ ràng nhưng mà tôi thấy tôi nói vậy là tôi nghĩ là quý vị đủ hiểu cái gì tôi muốn nói dạ vâng thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà biển đông à, thì chúng ta cũng thấy rằng là À, Trung Quốc cũng như là Tập cận bình, thì ông Tập cận bình là phải nói là một người rất là lão luyện, à, chính trị gia rất là lão luyện. Thì trong cái chính sách mà gọi là đối đầu với lại là Trung Quốc đó, thì theo tiến sĩ quân đó thấy là giữa hai chính sách, vấn trên cái vấn đề biển biển đông, giữa hai chính sách của cựu tổng thống Trump cũng như là tổng thống Biden hiện tại bây giờ, thì cái người nào có kinh nghiệm cũng như là hai cái nhân vật này người nào có đủ bản lãnh để mà đối đầu với ông Tập cận bình cũng như là Trung Quốc thưa tiến sĩ quân yeah. thì tôi vừa nói tôi vừa nói với quý vị là ông ông tổng thống 46 đã gặp ông 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 Tập cận bình là rất là nhiều lần còn nhiều hơn là là cả ông Tập cận bình đã gặp ông tổng thống 45 nhưng mà cái chính là gì vì chính sách của ông tổng thống 45 là America First tổng thống Trump đã từ chối gặp các nước ASEAN, muốn muốn giải quyết vấn đề biển Đông mà không không chịu gặp người ta thì sao mà giải quyết được. Trong khi đó ngược lại, mình thấy cái người có kinh nghiệm nó khác thì ông tổng thống 46 đã cố gắng gặp và thương thuyết không những với ASEAN mà với Đài Loan, với Nam Hàn, với Úc, với Ấn Độ và do đó đó gây ra ông ta hứa cái gì? Ông ta hứa sẽ làm một cái liên minh để bảo vệ nghĩa là, nghĩa là chính sách nghĩa là nhân quyền, chính sách dân chủ và nhân quyền và do đó hiện giờ thì cả thế giới cả thế giới đã thấy là à nước Mỹ không phải là nước Mỹ American first mà rút trở lại mà nước Mỹ là cái nước mà tới đối với các đồng minh của họ do đó đó khi mình làm ở đâu cũng vậy mình Việt Nam mình nói là mà, mà, mình ở một mình mà quên hàng xóm thì chết rồi thì như vậy đó mình chỉ thấy cái chánh cái chánh sách của ông tổng thống 46 là một cái chánh sách kêu gọi các nước chia sẻ một cái nghĩa là mẫu một cái mô hình phát triển một cái mô hình mà gọi là nhân quyền và dân chủ đó, thì tự nhiên họ phải đi với nhau trong khi những cái nước mà nghĩa là đi cái mô hình mà gọi là áp bức cái người 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 duy ngô nhĩ đó tại tân cương hay là tại tây tạng hay là tại các nước khác đó thì là lẽ dĩ nhiên là nó đi ngược lại vấn đề vấn đề dân chủ và và nhân quyền và luật pháp quốc tế quý vị cứ nhớ nghìn trăm bảy mươi bốn đó ai đánh vào hoàng sa ai à không đúng lúc đó là hoàng sa thì để nhiên đó là trung quốc nghĩa là trung quốc sử dụng cái mô hình xưa là cá lớn ăn cá nhỏ ăn hiếp nghĩa là là trung quốc lớn ăn hiếp nước nhỏ nước lớn ăn hiếp nước nhỏ thì bây giờ với vấn đề mà gọi là Liên Hợp quốc thì là đặt phải đặt cái luật chưa lên trước mà khi đặt luật lên trước thì nghĩa là cái này của tôi mà tại sao anh đi cướp của tôi đúng không thì những cái chuyện mà anh làm nó không có xứng đáng không có phải là vì do đó 2016 khi Philippines kiện Trung Quốc Philippines đã thắng và do đó, đó mình thấy là bao giờ cũng vậy đó nếu mà chúng ta đặt cái luật pháp và dân chủ lên trên đó thì Trung Quốc mới không có cái ảnh hưởng và có cái dịp có cái dịp để ăn hiếp Việt Nam. Quý vị thấy là nhiều trong nhiều năm đó là Việt Nam không 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 có thể khai thác dầu mỏ được, nghĩa là dầu khí ngoài khơi tại vì Trung Quốc nói cái vùng này là vùng của tôi. Nhưng mà luật lệ nó cho thấy rõ ràng là cái này là nằm trong cái vùng 200 hải lý của Việt Nam mà tại sao mà họ vẫn dùng cái gọi là nghĩa là nước lớn ăn hiếp nước nhỏ mà do đó hoa Kỳ có rất là một cái 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 cái, cái là, là là chính sách rõ ràng về cái đó quý vị không thể dùng cái là sức mạnh mà ăn hiếp nước lớn ăn hiếp nước nhỏ do đó là cái do đó quý vị thấy là cái chính sách của ông 46 nó rất là rõ ràng tôi không hiểu vì sao mà nhiều người còn hiểu lầm được cái chuyện đó đối với tôi đó thì nghĩa là nó không có gì nó rõ ràng là Hoa Kỳ coi Á Châu là ưu tiên số 1 và trong đó, đó thì lẽ nhiên là Trung Đông nó Israel gì là ưu tiên số 2 đó là một cái thứ hai Hoa Kỳ tới với tất cả các đồng minh Ấn Độ Úc Nhật để họ có một cái liên minh dưới các nước bây giờ đó Hoa Kỳ lại còn thắt chặt nhiều hơn với Nam Hàn tại vì Nam Hàn bị hất hủi trong nhiều th trong thời gian khá lâu bị hất hủi bị phải đóng tiền thêm nữa do đó cái sức mạnh là bây giờ là các đồng minh Hoa Kỳ họ siết lợi gần nhau hơn và do đó đó cái cuộc cạnh tranh Với là Trung Quốc nó có thể nghe là mình thấy được phe nào mạnh hơn được Trung Quốc không phải là dễ đâu không phải là đây họ cũng là một nước một tỷ bốn người chứ không đủ phải không bây giờ họ mạnh trung quốc bây giờ đâu phải trung quốc hồi 72 do đó cái chính sách và cái cách thực thi chính sách á châu của ông tổng thống 46 nó rõ ràng và tôi cũng mong là là, là cộng đồng việt nam hiểu hơn không những là biển đông không có bị bỏ mà biển đông còn bị còn được chú ý nhiều hơn trước nữa Vâng, vậy trả lời cho anh Trung tại Trung. Dạ vâng, quý vị vừa nghe những cái sự phân tích về biển Đông cũng như là những cái sự chính sách giữa hai vị tổng thống gọi là 45 là tổng cựu tổng thống Trump cũng như là à, tổng thống 46 là chính sách của tổng thống Joe Biden. Thì chúng tôi hy vọng rằng là những cái sự phân tích này à, cho quý vị nhận thức được à, ai là cái người mà có cái à, chính sách hiệu quả hơn đối với biển Đông và tình hình biển Đông cũng như là đối với những cái cuộc đấu đầu với Trung Quốc à, một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Quân đã đến đây chia sẻ và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình à, xin mời vâng, quý Phan xin à, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và tôi mong là nếu mà quý vị có những câu hỏi gì nhiều hơn nữa, thì quý vị cứ viết cho anh Tạ Trung và tôi sẽ cố gắng nghĩa là trong cái khả năng của tôi để trả lời cho quý vị những câu hỏi Dạ vâng à, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA92842. Giá CD chỉ có 10 đô la và 5 đô la tiền cước phí.